Hôm nay là ngày 21 tháng 2 năm 2020 nhé. Mình giới thiệu với anh em một cây hoa đổi màu, hồng đổi màu. Cây này là hoa chơi rất là bền luôn. Em quay từ xa nhé, lại quay lại gần nhé cho mọi người ngắm. Cây thì rất là đơn giản thôi nhưng mà hoa thì tuyệt vời. Đây nhá, cái thân nó này bé tí luôn, ngón tay này, ngón tay đấy, bé hơn cái ngón tay. Tính một bông hoa tuyệt vời. Đó. Đây là nụ nhá, đấy nụ. Đây, nụ ở đây nhá. Đấy. Nụ. Bông này là mình xin giới thiệu trước, đây là bông này là nó sắp tàn rồi. Bông này chơi được khoảng 2 tuần rồi nhá, 2 tuần rồi. Và hiện tại là nó đang sắp nó tàn rồi. Đấy. Còn cái bông này thì đang là đỉnh điểm này, đẹp chưa? Mọi người thấy nó đẹp không? Đấy. Bông này là đang vào tầm trung nên bông này chơi được gần 1 tuần rồi. Đó. Hôm nay là chưa có, hôm nay không có bông nào mới nở. Đấy. Đấy, bông này cũng sắp tàn rồi. Đấy, nó đổi sang cánh ấy, trở thành cánh trắng và viền hồng. Đấy. Viền hồng son rất là đẹp. Đấy. Đấy, tiếp tục bông này. Bông này thì cũng được khoảng 1 tuần rưỡi rồi. Đấy nhá. Rất là đẹp luôn. Đấy, bông này. Bông này cũng được khoảng 2 tuần rồi. Đó, sắp tàn rồi. Sắp tàn là như thế này. Đấy, các bạn nhìn thấy nhá. Cây rất đơn giản nhưng mà hiện tại giờ đang có tổng cộng xem là bao nhiêu bông. 1 bông, 2 bông, 3 bông, 4 bông, 5 bông, 6 bông, 6 bông và mấy cái nụ, 1 nụ, 2 nụ, 3 nụ, 4 nụ. Đấy, 4 nụ luôn. Một cái cây như thế này đơn giản như thế này. Đấy. Đấy nhá, bông này thì đang vào thời kỳ tuyệt đẹp của nó. Màu màu đẹp không? Màu son rất là đẹp. Cánh xếp rất là chuẩn. Cái hay của cái đặc sản của cái này là nó bền. Úi dồi, nó bền ơi là bền, chơi thích ơi là thích. Đó. Đẹp. Quá đẹp luôn của mọi người. Hiện tại mình cũng chăm thì nó cũng chỉ được thế này, nó không không mạnh lên được. Không biết là nếu mà những cái nhà bạn nào mà biết cách chăm mà nó tốt khỏe lên được thì không biết là cây nó sẽ như thế nào. Chứ cây này mà to thì đẹp tuyệt vời luôn nhá. Đấy. Xin giới thiệu cái vườn hồng đổi màu của mình nhá. Mọi người xem nhá. Để mọi người ngắm và thưởng thức nhá. Quá đẹp luôn. Bông nụ. Cảnh rất đơn giản. Cảnh rất là đơn giản thế mà bông nụ tuyệt vời luôn. Ngắm đã mắt luôn, sướng. Sướng lắm cơ. Vườn nhà mình thì có rất nhiều các loại hồng. Đó. Đây mình quay tiếp sang bên này nhé. Để cho mọi người nhìn thấy này. Đây, một cây hồng. Ấy, chì. Đó. Một cây hồng nhung nhá. Hồng nhung chì. Cực thơm luôn. Cực thơm luôn. Đấy. Đấy, còn ngoài này là các loại cổ Sapa, hồng điều, hồng đào. Đây này, cổ Sapa đang đầy lộc luôn. Sapa đang quá nhiều lộc luôn.
Đây mình xin giới thiệu cây hồng này nhá. Cây hồng này thì phải nói là quá đỉnh luôn. Hoa đẹp. Nhưng mà mình chơi hết Tết rồi. Hoa phải chơi được gần một tháng luôn. Đấy, nó đang bật mầm, đang mầm chuẩn bị hoa. Đấy, bên kia là một cây hồng quê nhá, hồng nhung nhá, nhung quê nhá. Chung là hồng nó bạt ngàn luôn. Cổ Sapa. Cái vùng ở trên mình đây mệt cái là nó hay bị sương muối. Sương muối thế là hầu như những cái bông Sapa này đấy hỏng luôn. Nó còn không nở được cơ. Nó cứ chung chín nụ sương muối dính vào là hỏng luôn. Cánh hoa. Cánh hoa cái cổ Sapa. Giới thiệu tiếp với anh em bà con là một cây hồng. Này hồng đẹp phết nhỉ. Này cánh đẹp chùm này. Xin giới thiệu cây này. Tuyệt vời luôn này. Đấy, nụ này. Này, nhìn bông này. Úi dồi ôi. Úi dồi ôi, đẹp chưa? Úi dồi, quá tuyệt vời luôn nhỉ. Quá tuyệt vời luôn. Tiếp tục giới thiệu đến mọi người cây hồng trứng. Hồng trứng tuyệt vời chưa? Đấy, hôm nay là trời đang mưa âm u nhá. Chứ không trời mà sáng đẹp thì tuyệt vời luôn. Đấy, nhìn thấy cây hồng trứng chưa? Đấy, cây hồng trứng này nó còn có cái dáng đổ. Đấy, dáng đổ bay xuống kìa. Đấy. Đấy không? Đấy không? Đấy. Phong ba bão táp. Đấy. Nhìn dáng nó bay. Nó hoa rất là nhiều. Toàn nụ trứng bi rất là tuyệt. Đây cổ Sapa. Cổ Sapa. Quế đây. Quế mọi người, nếu mà ai mà thích đơn giản để có màu hoa thì cứ chơi quế đây. Hoa nhiều, hoa sai mà rất là dễ chăm. Đây nó đã vừa hết một chọn, nó đang lên một chọn nụ nữa. Còn đây giới thiệu anh em mình một cây cổ nhá. Cây này hồng đào cổ nhá. Đấy, đẹp chưa? Đây. Cây hồng đào cổ mình nha. Đấy. Sum xê luôn. Sum xê hoa luôn nhá. Đây. Đẹp chưa? Cây này hoa thì quanh năm. Lúc nào cũng có hoa, mà hoa lúc nào cũng nhiều. Có tội các bạn là chịu khó chăm. Chịu khó chăm cho nó. Chăm cho nó, tưới nước cho nó, phân do đầy đủ. Thế là nó cho hoa. Ấy, phê chưa? Ấy. Wow. Đấy, cảm ơn mọi người đã xem video của mình nhá. Xem video cái vườn hồng của mình. Đấy. Mình không bán đâu, cho nên là hồng chỉ để chơi thôi, chia sẻ mọi người để ngắm thôi nhá. Xin cảm ơn cả nhà. Ai thích theo dõi cái vườn hồng của mình thì tiếp tục đăng ký kênh để mình sẽ có những video mới mình up lên để xem, mọi người cùng xem chia sẻ nhá. Cảm ơn cả nhà.